Hilasen Miss La Sen forgive her flop. Chào Thím Reno. Kẻ ngu ngốc như cô mà cũng được làm y tá ở bệnh viện Sorim. Cô có cứu nổi người hay không hả? Sao Thím Reno lại nặng lời như vậy? Con thiệt là thất vọng đó. Ta sẽ làm cho cô nghỉ việc ở bệnh viện Sorim. Đơn giản vì ta ghét những kẻ lúc nào cũng tỏ ra dễ thương và thánh thiện như cô. Phải trị cho Thím bà Reno một trận vì tội dám vu khống đặt điều cho em Emily. Đúng rồi, phải cho thím ấy một bài học về thói quen nhiều chuyện và hay ghen ăn tức ở. Kìa, thím Reno kìa. À, chết thôi rồi, gãy chân thôi rồi. Từ nay thím không được đặt điều vô không em Emily nữa nha. Mấy người làm gì thôi vậy, tôi sẽ mét với cảnh sát cấu tết đi. Thím hay bỏ thói nhiều chuyện xấu tính đó đi, nếu không thím sẽ còn được nhận nhiều bài học nữa đó. Đau quá, cứu tôi với. Tôi sẽ trừng trị mấy người sẽ biết tay tôi. Sao không có ai cứu tôi hết vậy? Có ai không cứu tôi với? Thím Reno. Sao thím lại bị gãy chân vậy? Thím đừng lo, con sẽ băng bó vết thương cho thím chu đáo. Chân của thím sẽ không sao đâu. Thật xấu hổ, thím đã sỉ nhục con mà con không giận thím, còn giúp đỡ thím nữa. Xong rồi, bây giờ để con đưa thím vô bệnh viện Sorim nha. Con cho thím xin lỗi vì những lời xúc phạm trước đây, thím thực sự rất ân hận. Không sao đâu thím, con quên chuyện đó rồi. Cảm ơn con. Sao bạn lại cứu thím Reno độc ác xấu tính đó làm chi vậy? Thím ấy chỉ thích làm người khác đau khổ và làm mọi chuyện phức tạp lên không à. Dù thím Reno không tốt, nhưng cũng không nên bỏ rơi thím ấy khi hoạn nạn. Khi giúp đỡ và thông cảm cho người khác, mình sẽ thấy thoải mái hơn đó. Đúng đúng ha. Let's forgive, have love, we feel happier. Don't abandon another when they have difficulty because of their past mistakes. Hi, Lassen, hi, nice life.